Chiều ngày 5 tháng 5 2024 nhằm 27 tháng 3 Giáp Thìn, trong lớp giáo lý tại chùa Hải Triều Âm, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, các em nhỏ đã được ni sư trụ trì Thích Nữ Liên Hoa thuyết giảng và hướng dẫn cách hiểu và rèn luyện để có được chánh kiến, hiểu biết chân chánh đúng với sự thật, tránh rơi vào tà kiến. Ni sư khuyến tấn các em cần siêng năng tu tập các hạnh lành, về chùa cần thầy hiền bạn sáng để được hướng đạo, ngày càng tinh tấn vươn lên trên con đường giác ngộ.